Ông chủ ơi, cho hỏi vé ở đây bao nhiêu một vé vậy? 70 ngàn vé. Người lớn hả? Thì em dưới mét 3 miễn phí, trên mét 3 tính vé như người lớn. À, dưới mét 3 là miễn phí, còn trên mét 3 là tính phí như người lớn đó. À, một vé là 70 ngàn đó quý vị. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại con đường Trần Hưng Đạo ha. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2022, cũng là ngày thứ ba đầu tuần đó quý vị. Thứ ba thì Đà Lạt vắng khách du lịch thôi, không có đông như là những ngày cuối tuần. Thì hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống tham quan khu du lịch Quê Garden ha. Đó, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại con đường Trần Hưng Đạo này, và từ đây xuống đó thì tầm khoảng 6-7 cây đó quý vị. Khu du lịch này thì nó nằm ở trên con đường đèo Mimosa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ đây ha, đi vào con đèo Mimosa và xuống dưới kia thôi, còn khoảng 6-7 cây số là xuống tới nơi đó quý vị ha. Đó, hôm nay Đà Lạt trời thì cứ âm u, lúc nắng lúc mưa, lúc âm u lúc gió to đó. Mới âm u đó, bây giờ nắng lại rồi, xíu nữa âm u tiếp đó quý vị. Đường Trần Hưng Đạo này, nếu như mà chúng ta chạy thẳng là nối vào đường Hùng Vương và về Trại Mát, về Cầu Đất đó quý vị ha. Tới đây là vùng Bến Khe Xanh, nếu như mà chạy thẳng là về Trại Mát luôn quý vị, rẽ trái vào đường hầm Phạm Hồng Thái là về lại Hồ Xuân Hương đó. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải vào con đường Khe Xanh này và chạy thẳng xuống đèo Mimosa luôn. Rồi bây giờ chúng ta chạy nhanh xuống đó thôi quý vị. Ở đầu đường này thì hồi trước có, cách đây gần một năm rồi, có vụ sạt lở ở đây, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó, người ta vẫn chưa khắc phục được sự cố. Chính vì vậy những ngôi nhà và những cái khách sạn này vẫn còn giăng dây ha. Người thì đi ở đâu rồi á, thiệt hại khá là nặng nề. Không biết đến bao giờ mới được quay trở lại nhà mình để ở. Khổ vậy đi chứ, có nhà mà không được ở đó. Rồi mình chạy nhanh xuống đó thôi quý vị. Rồi, như vậy là mình đã có mặt tại bên trong khu du lịch Quê Garden rồi quý vị ha. Đó, đây là cái cổng đi vào
còn vé đi vào ha. Đó, bên này là cổng ra, còn bên còn đi vào là bên này. Ông chủ ơi, cho hỏi vé ở đây bao nhiêu một vé vậy? 70.000 vé. Người lớn hả? Thì em dưới mét ba miễn phí, trên mét ba tính vé như người lớn. À, dưới mét ba là miễn phí, còn trên mét ba là tính phí như người lớn đó. Và một vé là 70.000 đó quý vị. Hôm nay mình được đi vào quay đó. May quá không có tốn tiền mua vé. Ông chủ cho vào luôn. Ồ, hay quá. Ở trong này thì người ta thiết kế nó giống như là một khu vườn Nhật Bản vậy đó quý vị. Trồng rất là nhiều những cái cây cảnh bông ba hoa hòe ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vòng vòng thôi. Đây quý vị, khu vực này thì nhìn xuống dưới là đèo Mimosa ha. Đó, nhìn xuống dưới là đèo Mimosa. Mẹ bên kia là đèo Ren. Đó, đồi núi chập trùng luôn, quá đẹp. Xung quanh ở trong này thì người ta thiết kế những cái tiểu cảnh, những cây cảnh rất là công phu và đồ sộ đó quý vị. Đây, những căn nhà, những căn trò như thế này là người ta thiết kế dạng giống như là khu vườn Nhật Bản đó quý vị ha. Hồ nước sao mà nó đục như thế này. Đây là hồ núi Cá Coi. Nhưng mà nước sao nó đục như thế này nhỉ. Đó, có một cái hồ Cá Coi cũng khá lớn đấy chứ. Nước đục quá quý vị. À, quý vị thấy quang cảnh của xung quanh cái khu du lịch này đẹp không? Thiết kế tiểu cảnh quá đẹp luôn. Hôm nay đầu tuần nhưng mà khách du lịch vào đây cũng khá là đông. Chủ yếu khách đoàn nhiều lắm quý vị. Vé cũng rẻ thôi ha. Vé 70.000 một người lớn mà dưới 1m3 là miễn phí, trên 1m3 trẻ em á là tính vé như người lớn luôn đó. Thế nhưng với một cái khu du lịch như thế này mà mức vé 70.000 thì quá tuyệt vời rồi. Có nhiều khu du lịch là tính vé đến trăm mấy luôn quý vị, nhưng mà không ra gì cả. Đó, xung quanh này thì người ta bán cà phê này, có những cái chòi bán cà phê này. Mua cà phê ra đây ngồi uống luôn. Trồng cây hoa mua màu tím. Gì vậy trời? Cây này vào sáng sớm hoặc buổi chiều á, nhìn đẹp lắm quý vị. Có mây bay bay đó, nhìn xa xa nó có mây bay bay. Ở trong này có nhiều người ta thiết kế nhiều cái cây cảnh có giá trị khủng đó quý vị. Nghe nói là có nhiều cây á giá trị đến mấy chục mấy trăm triệu đấy. Đấy quý vị ha. Ồ, cây cảnh đẹp quá. Đó, quý vị thấy khung cảnh ở khu vực này như thế nào? Đó, toàn cây cảnh cái kiểu bonsai đẹp quá quý vị. Ha. Những cây như thế này chỉ có đại gia mới chơi nổi thôi chứ. Đó, ở đây cũng có một hồ Cá Coi luôn. Ồ, hồ này nước trong đẹp nè. Như là khu vườn Nhật Bản đó quý vị. Ô, vô đây cái tinh thần nó thoải mái liền. Mở nhạc du dương ha. À, ở đây người ta có cho thuê mướn những cái cho thuê mướn những cái bộ đồ Nhật Bản ra đây chụp hình luôn ha. À, đẹp chưa?
Wow, trời trời ơi. Đợi nó đi. Thôi giữ đi con. Đứng thôi. Dẫn qua cao qua đây coi. Dạ. Em đi qua. Dạ, qua đi anh. Đúng rồi, dẫn qua cao qua đây coi. Đó, những tiểu cảnh đặt rất là nhiều những cái cục đá ở đây cũng khá công phu. Đá này không phải là đá có sẵn đâu quý vị, người ta phải chở tới và cậu lên đó. Đó, phải di chuyển lên đây. Đó quý vị có thích cái điểm du lịch như thế này không? Mình thì cũng thích đấy, tại vì nó khá là thiên nhiên đó quý vị. Đó, thiết kế là mắc ha, xung quanh là núi đồi. Đó, với những khu du lịch người ta thiết kế công phu và có đầu tư bài bản như thế này á, mới được gọi là khu du lịch ha. Còn những khu du lịch nhiều lúc người ta trả hình nè, đăng nước, nhiều lúc chai nước đến trăm trăm mấy nhưng vào trong chả có cái gì cả. Đó. Ít nhất là phải như thế này. Đó. Lối đi thì người ta làm bằng những cái lốp xe ha, và đúc bê tông ở giữa. Ôi chà, đẹp quá quý vị. Đó, nếu như buổi chiều mà đứng đây nhìn ra những đỉnh núi xa xa đằng kia là có mây mờ bay bay đó quý vị, đẹp lắm. Mình nghe ngang ngọng gì đó nó kêu dưới này, chắc có lẽ trong này người ta cũng có nuôi vịt nuôi ngang gì đó quý vị, ở bên này. Trong một khu du lịch như thế này á, để duy trì những cây cảnh này ha, những cây bông cây hoa như thế này tươi tốt thì người ta phải đầu tư chăm bón hàng ngày, cũng rất là kỳ công đó quý vị. Đó, những cây hoa như thế này duy trì cho nó nở, cho nó tươi, nó đẹp lên rất kỳ công lắm, cũng tốn kém ha. Đó, dưới này thì người ta làm những cái chuồng để nuôi với những chú thỏ ha. Ồ, hay quá. Trời ơi. Những chú thỏ đang ăn rau ha, rau Đà Lạt. Bên này những cái góc dương xỉ ha. Ồ, thỏ dễ thương quá. À, bên này thì người ta nuôi dê, nó cừu gì đấy quý vị nè. Dê, đúng rồi. Cho em đi lên bên này cái. Dạ dạ, cảm ơn anh. Đó, quý vị thấy chưa, một khu du lịch khá là bài bản và đẹp. Đó, trên này người ta nuôi dê nuôi cừu ha. Cầu ô, những chú cầu nhỏ nha, cừu con. Đây là dê hả? Đúng rồi, nằm trong cái rò luôn. Chú dê tai to nhỉ. Đó, rồi lên đây nuôi vịt. Ô, người ta làm những cái chuồng cũng nuôi này nuôi kia ha, hay đi chứ bố. Vịt ngang ngọng. Đó, du khách vào đây thấy thích thú chưa, đâu đâu cũng có những góc chụp hình đẹp hết trơn. Quá đẹp lắm quý vị. Đó,
bên này thì nuôi ngang ha. Vào trong kia ngồi đó uống cà phê ăn ngang, quá tuyệt vời. Ở trong khu du lịch này thì người ta cũng có làm những cái quán ở trong này không quý vị ha. Vào đây thì có thể mua nước, cà phê ngồi đây uống luôn hả? Ồ, ngồi đây mà uống cà phê thì quá tuyệt vời luôn. Khung cảnh quá mà. Khuôn viên của khu này nó tới đây thôi quý vị. Đó. Sau kia là vườn tược nhà dân rồi. Đó, tòa lạc trên một cái triền núi ha. Có cái view nhìn ra tuyệt đỉnh Công Phu luôn. Ôi quá đẹp. Đặc biệt ấn tượng với những cây bonsai. Đó, đầy đủ thứ thế hết. À, lên trên này thì đứng trên cao ngắm cái view xuống. Đó, lúc nào quý vị đi du lịch thì cũng nên ghé vào đây thử một lần cho biết ha. Tại vì mình thấy theo đánh giá khách quan của mình á, nó đầu tư công phu và những cái tiểu cảnh rất là đẹp, đặc biệt là nó có cái view ha. Đó, ngồi trên này mình có cái view quá tuyệt vời luôn. Khi quý vị mua một cái vé 70 ngàn vào cổng thì nếu như mua uống cà phê một ly ở trong này cũng tầm khoảng 20-30 nữa. Ngồi trong này uống cà phê thôi, dạo dạo ngắm cảnh quá tuyệt vời luôn quý vị. Đó. Trên những mái nhà như thế này thì người ta trồng cho cây hoa nó phủ lên trên mái nhà luôn, vừa tạo cảnh quan mà vừa mát luôn quý vị. Đúng rồi. À, quý vị lên đây thấy rất là nhiều những cây cảnh, phải nói là hàng khủng không quý vị. Đây những cái góc bông giấy ha. Đó, những gốc bông giấy là bonsai đẹp không? Những gốc này lâu đời với lại nó có cái tuổi đời phải nói chắc là lâu rồi mới có những gốc như thế này đó quý vị. Đó, giá trị lắm đấy ha. Nghe nói những gốc cây cảnh ở trong này nó có trị giá đến mấy trăm triệu luôn quý vị, chứ không phải đơn giản đâu ha. Đó, ở gốc bông giấy bên kia đẹp không? Theo cái thế gì đây. Mình thì không rành, nhưng mà không rành vì bonsai, nhưng mà thấy thế đẹp thì mình coi. Đó, ở đây thì cho thuê trang phục được vậy.
đa số là những trang phục truyền thống của bên Nhật Bản ha. Ôi, rất là nhiều những cây bon giấy, à bông giấy đấy quý vị, gốc bông giấy chờ tạo thế bonsai, quá khủng. Trời ơi, gốc bông giấy này quý vị thấy không, không biết sưu tầm ở đâu về mà nó khủng như thế chứ. Đó, gốc này đấy quý vị. Đó, quý vị chơi cây cảnh là đến đây mua nha. Ở đây người ta cũng bán luôn đấy, trưng bày và bán luôn, ai mua thì bán luôn ha. Đó, quý vị thấy cái gốc này đẹp không? Trời ơi, đây là gốc gốc tùng. Đó, lên những cái lối như thế này để chụp hình thì nhớ cẩn thận quý vị nha. Đó, dưới này là đèo Mimosa đây. Wow, quá đẹp. Đó, lên lối chụp hình trên này thì nhớ cẩn thận quý vị. À, mình nghe nói là có những cái miếng đất nào ở bên này của một ông chủ quý vị. Ở bên này nè, đó. Hình như là mấy ngàn mét vuông đấy. Đó, người ta đòi bán là 180 tỷ. Ôi trời ơi. Nó rộng cũng tương tự giống như cái quê garden này luôn, thậm chí rộng hơn nữa. Mấy ngàn mét vuông mà. Bán 180 tỷ. Đó, có ai mua nổi không? Để làm du lịch ha. Có ao, có hồ, cũng có view luôn. Wow, quá đẹp. Vào đây một cái thấy tuy người đông nhưng mà tâm hồn nó cũng thư thái hẳn lên khi mà có rất là nhiều những cái thiên nhiên ở đây ha. Đó. Rồi mình đi thôi quý vị. Đẹp quá, thử xuống gì nữa má. Rồi, dạo một vòng sơ sơ như vậy để quý vị thấy cái khu du lịch này nó như thế nào ha. Lúc nào có dịp đi du lịch thì cũng nên ghé vào đây một lần cho biết ha. Ở đây cái bông gì mà nó đẹp không? Rí rí một trắng. Đây thì người ta trồng chắc cả trăm cả ngàn cái loài hoa được. Mình thì rất là ngu về về tên loài hoa đó. À, quý vị thấy núi non trùng điệp bao la không? Bên kia là đèo Bren ha. Đèo Bren và đèo Mimosa nó chạy song song với nhau và gặp nhau ở dưới kia, dưới chân á. Cái này buổi chiều buổi sáng sớm đẹp lắm quý vị. Sáng sớm lên đây ngồi thiền nhìn khung cảnh như thế này là quá tuyệt vời lắm ha. Buổi chiều người khi mà vắng khách rồi á, quý vị vào trong này ngồi thiền thì tốt rồi luôn. Ai người yêu thích bộ môn yoga hoặc là thiền thiết gì đó ha. Đó, vào đây tu luyện một tháng thôi là thấy tâm hồn mình nó khác hẳn liền. Rồi bây giờ mình sẽ rời khỏi khu du lịch này thôi quý vị ha. Hôm nay tiện thể ghé ngang qua đây thì cũng vào để mà
tham quan, cũng như là nhằm giới thiệu đến cho quý vị anh chị và các bạn có một cái địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Đó. Thì cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.